Chào em. À như vậy hôm nay chúng ta sẽ Chào. tiếp tục bài học số 3 của chúng ta đấy. Đó. À như vậy là Dạ. gì nào? À, 2 hôm trước chúng ta đã cùng nhau học hết phần bài về bảng chữ cái tiếng Nga. À thì phần tiếp theo đó là một phần cũng rất quan trọng và chúng ta thường sử dụng trong giao tiếp, đó là khái niệm danh từ số ít và số nhiều. À trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xem các danh từ giống đực. À, nó sẽ có các định dạng số ít và số nhiều như thế nào. Chúng ta có từ đầu tiên đó là từ stone. Từ stone có cái gì đặc biệt nào? À, đó là một danh từ mà tận cùng bằng một phụ âm. Ở đây chúng ta nhìn thấy danh từ có phụ âm l, l ở tận cùng đấy. À, stone, để stone là cái bàn đấy. Đó. À, thế bây giờ chúng ta muốn nói từ 2 cái bàn trở lên thì chúng ta sẽ nói stanley. Stanley à, có nghĩa là nhiều cái bàn đấy, stone stanley. À thế cho nên là trên thực tế thì các bạn khi mà các bạn đã ở Nga một thời gian rồi thì các bạn thấy là nhiều khi người ta nói cái từ nó không giống cái từ mà chúng ta biết đấy. À đó, bởi vì sao là cái định dạng khác của cái từ đó đấy, thông thường là như vậy. À, stone stanley. À bây giờ định dạng thứ hai của chúng ta đây. Định dạng thứ hai đó là định dạng mà danh từ giống đực mà nó có cái đuôi là một cái dấu mềm. Đó. Định dạng thứ nhất là gì? Danh từ giống đực tận cùng bằng một phụ âm đấy. À, định dạng thứ hai là danh từ giống đực tận cùng bằng một dấu mềm, đúng không nào? Đấy. Đó. À khi danh từ giống đực tận cùng một dấu mềm khi sang số nhiều. À thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là cái cặp đấy. Parfienli là cái cặp. À thế mới nhiều cái cặp thì sao? Thế là parfienli. Parfienli. À chúng ta nhìn thấy thêm cái đuôi gì vào đây nào? Đuôi y đấy, parfaitly đúng không nào? Đấy. À bên này là đuôi ư. Thế còn bên này là đuôi y đấy. Đuôi ư. À, nếu mà tận cùng bằng một phụ âm thì là đuôi ư. Nếu tận cùng bằng một dấu mềm thì là đuôi y. Tắc vột. À định dạng thứ ba của danh từ giống đực. À danh từ giống đực có một cái định dạng thứ ba đó là danh từ kết thúc bằng đuôi là một phụ âm y. À chữ y này người ta gọi là phụ âm y. Chữ y mà có cái dấu ngoặc bên trên đấy. Đó. À chúng ta có nguyên âm y, trường hợp này là nguyên âm y. Thế còn đây là phụ âm y. À chỉ có điều là những cái danh từ như thế này nó rất là ít. À chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy, nó không nhiều lắm. À chúng ta có từ thứ nhất đó là từ muzei. Muzei. À thế em có nhớ muzei là cái gì không nào? Không nhớ đấy. Muzei. Không nhớ À nhìn đây này, mua muzei, muzei là viện bảo tàng đấy. À đó, nó có hình ảnh đây đấy. Muzei là viện bảo tàng, đúng không nào? Thế bây giờ có 2 cái viện bảo tàng trở lên thì người ta sẽ gọi là muzei y đấy. À như vậy chữ y này, chữ y ngắn này, y phụ âm này nó chuyển thành y nguyên âm, tức là chữ y dài đấy. Y nguyên âm là chữ y dài, muzei y đấy, chúng ta sẽ nói muzei y đấy. Đây nói muzei, 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 muzei y. À đúng không nào? Đấy. Đó, nếu mà nói muzei thì có nghĩa là nhiều cái viện bảo tàng đấy. À thế như vậy là gì nào? À tổng hợp là gì? À đối với danh từ giống đực thì có 3 dạng đuôi đấy. Dạng đuôi thứ nhất đó là phụ âm, thì khi chuyển sang số nhiều người ta thêm nguyên âm ư. Nếu mà danh từ mà tận cùng bằng một dấu mềm thì khi sang số nhiều cái dấu mềm này sẽ được thay bằng nguyên âm y đấy. Đó. Thế và nếu như danh từ mà tận cùng bằng phụ âm y thì khi sang số nhiều khi sang số nhiều sẽ thay cái phụ âm y đó bằng nguyên âm y. À đó. À trên thực tế thì như thầy giáo đã nói rồi là gì, cái danh từ mà có cái dạng đuôi tận cùng bằng một cái phụ âm y này nó rất là ít đấy. Nó được tận cùng là rất là ít đó. À ví dụ chúng ta có từ musei, viện bảo tàng này, tramvai là cái tàu điện này đấy. Đó. À, đó là những cái danh từ mà đếm được. Thế còn những cái danh từ không đếm được thì có thể có thêm vài danh từ nữa đấy. Thôi nhưng mà những cái danh từ đó thì nó là cái danh từ trừu tượng, cho nên là chúng ta cũng không nhắc đến. Tác vột. À thế trong cái phần này thì em cần phải nhớ gì nào? Em cần phải nhớ gì khi thầy giáo vừa nói với em rồi nào? À, có nhớ được không? Có nhớ được vào đầu tí nào không? À, hay là vẫn đang còn suy nghĩ mông lung đấy? À, chắc là chắc là em nhớ. không không nhớ đấy, không nhớ đúng không nào? Đấy. À thông thường thì khi các em học với thầy thì xong thì sau khi học xong các em có được cái video
À thì trong khi học thì các em nghĩ rằng à có video rồi cho nên yên tâm, học xong thì xem lại video cũng được đấy. Cho nên nhiều bạn là gì, tranh thủ vừa là còn chat chít này, vừa còn Zalo này, vừa còn Facebook này, vừa còn nhắn tin cho bạn này đấy. Đó, không nghe. Thế xong đến khi mà thầy gửi cho video cho thì bảo ôi có video rồi, lúc nào xem chả được. Thế là cuối cùng lại không xem nữa đấy. Cuối cùng là gì, các em không không nắm được kiến thức. À thế vậy thì các em cố gắng là gì, trong thời gian học với thầy cố gắng là có tương tác, thì là cố gắng chịu khó nghe nhé. Đấy, tác rồi. À tiếp theo nào, à vừa rồi thầy giáo nó nhắc lại nhé, à trong cái phần vừa rồi thì em cần phải nắm gì nào, à em cần phải nắm được là danh từ giống được có mấy dạng đuôi, ba dạng đuôi. Dạng đuôi thứ nhất là gì, đó là kết thúc bằng phụ âm đấy. Dạng đuôi thứ hai là gì, đó là kết thúc bằng một dấu mềm. Dạng đuôi thứ ba là gì, đó là khi kết thúc bằng phụ âm y đấy. À nếu dạng đuôi thứ nhất là kết thúc bằng phụ âm thì khi sang số nhiều nó sẽ có dạng ư thêm vào đấy. Nếu danh từ kết thúc bằng nguyên âm bằng dấu mềm thì khi sang số nhiều sẽ thêm nguyên âm y, thay bằng nguyên âm y đấy. Nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm y thì khi sang số nhiều sẽ là nguyên âm y thay vào đó đấy. Mu dê y đấy, đó nhớ chưa nào. À, đó khi học xong một cái là phải nhớ chắc như thế luôn đấy. Đó tắc vột, bởi vì sao, sau đó chúng ta còn học rất nhiều những kiến thức khác nữa, nếu mà chúng ta không nhớ thì nó sẽ quên đấy. À đối với các danh từ giống được này, à thì nó sẽ có một số những cái danh từ mà nó ngoại lệ. À đó, danh từ giống được thì rất nhiều ngoại lệ, danh từ giống cái thì chỉ có hai danh từ ngoại lệ thôi, danh từ giống chung thì không có ngoại lệ đấy. Đó vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem luôn là cái danh từ giống được này có những cái danh từ nào nó ngoại lệ nào đấy. Đó, à nó rơi vào những cái danh từ mà rất hay sử dụng. À, đó là danh từ gì nào? À, đó là danh từ brat, là em trai, đúng không nào? Anh em trai. Khi sang số nhiều nó thành bratia, các anh em trai, bratia đấy. Bratia, à đó, bratia. À, từ thứ hai, druk. Druk là gì? Druk. Druk À, bạn trai đấy. À, Đức là là người bạn trai. Người bạn trai khi sang số nhiều, bây giờ có nhiều người bạn trai của em, có nhiều người bạn trai thì là gì? Là Druzia. À, không phải là bạn Druk nữa mà là để Druzia. Druzia đấy, Druzia đúng không nào? Đấy. À, chúng ta có từ tiếp theo là từ Stun. Stun đấy. Stun. À, khi sang số nhiều Stun là cái gì nào? Có nhớ không nào? là cái Stun là cái ghế đấy. Stun là cái ghế. ghế À, khi sang số nhiều sẽ là Stulia. Stulia, à, tu Stulia là nhiều cái ghế đấy. À bây giờ nói những cái ghế của chúng ta đâu rồi? Gdzie Stulia? Gdzie, gdzie là ở đâu? Gdzie Stulia? Đấy. Gdzie Stulia? À đó, là Gdzie Stulia, những cái ghế của chúng ta đâu rồi? Đấy. Đó. À thế đó. Đó là ba cái danh từ mà chúng ta rất hay sử dụng. Một danh từ nữa, đó là danh từ dùng sử dụng trong gia đình, đó là mush, là ông chồng đấy. Ông chồng. À, ông chồng thì đây là một ông chồng, nhưng bây giờ nhiều ông chồng thì sao, là muja, muja đấy, muja, muja là nhiều ông chồng. Sun, 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 sun là một người con trai đấy. Ừ, đó nhiều người con trai. Sunavia, sunavia đấy. À thì em thấy sunavia, em nhìn thấy đây là gì nào, đáng ra đây là sun, à nó làm phụ âm thì đáng ra nó là sun nười đúng không nào đấy. À đúng không, bởi vì sao, ở đây chúng ta thấy là gì, nếu là phụ âm thì thêm ư mà đấy. À đó thì đáng ra đây phải là gì nào, sư thì sư nừ nhưng mà không sư nừ cho mà là gì, sư navia đấy, sư navia. À thế vậy thì à đó là cái định dạng đặc biệt thứ nhất là gì, là những cái danh từ khi sang số nhiều nó có đuôi dấu mềm và ia đấy. Brat, bratia, druk, drusia, stun, stulia, mush, muzhe, sơn, Sunavia đấy. À nó còn một vài danh từ nữa cơ đấy. À thế nhưng mà khi nào gặp thì các em sẽ để ý thấy là nó có cái định dạng khác đấy, chứ không phải là thêm ư. À một cái định dạng thứ hai, à đối với các danh từ mà có dạng biến đổi đặc biệt, đó là không phải thêm ư mà là thêm a cơ đấy. Đáng ra đôm phải là gì, đô mười. À nhưng mà nó là đô mà, à đa mà đấy, đa mà gô rật đấy, gô rật. Này không là gỗ rật đi mà lại Garada đúng không đấy. À thế như vậy chúng ta nhìn thấy nếu thêm a ở đây thì thông thường là gì, thông thường là cái trọng âm nó hay rơi vào đằng sau đấy. Đốm đam mà, đốm đam mà, gỗ rật Garada
Garada Garada. đấy. Doctor. Garada. Doctor. Doctor. Doctora, đây là doctora, trọng âm vẫn là a đấy. Doctora, Doctor là doctora đấy, doctora, doctora là các ông doctor tiến sĩ, các ông bác sĩ đấy. là Doctor là ông bác sĩ, ông tiến sĩ. doctor Doctora, professor. Professor là ông giáo sư, nhiều giáo sư nữa là professora. Professora professor đấy. Glass, glass là một con mắt, hai con mắt là glazza. Glazza đấy. zara Glazza. Passport. Passport. Passport là một quyển hộ chiếu, nhiều quyển hộ chiếu. passport Passporta. passport Passporta đấy. Passporta là nhiều quyển hộ chiếu. À đó. paparata Đã. Thế như vậy em thấy ở đây là gì nào? À, em thấy đây là những cái danh từ mà có định dạng biến đổi thứ hai đặc biệt, đó là thêm a. Dạng thứ nhất là thêm dấu mềm và ia. Dạng thứ hai là thêm a. yeah À, thế bây giờ làm sao để nhớ những từ này? Chúng ta phải đọc nhiều lần thôi. Dom da ma gor garada đấy. dom Gor garada đấy. for Gor garada. Doctor, doctora. Professor, professora. Glass, glaza. Passport, passporta. Passporta là những quyển hộ chiếu đấy. Định dạng thứ ba là nó chỉ có hai cái danh từ này thôi, cho nên chúng ta học thuộc nó luôn được đấy. Đó, đó là cái định dạng mà khi mà nó sử dụng một cái danh từ, tức là một cái thân từ hoàn toàn khác đấy. Ribionấc, một em bé. Dì chỉ là các em bé đấy, nhiều em bé. Dì Dì chỉ đấy, cái từ dì chỉ các em biết rồi, cái từ ribionấc ít người biết đấy. chỉ Ribionấc, dì chỉ. Chia lai việc là một người. Chia ra Chia lai việc nhiều người. Lưu gì? Chia lai việc lưu Liu gì đấy, lưu đi là nhiều người đúng không nào, những người. Thế chúng gì? ta nói những người, chúng ta nói lưu gì đúng không nào đấy, đó Liu gì? lưu gì. À thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì? À đó là các danh từ số nhiều mà nó biến đổi đặc biệt đấy. Đó, thế chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ nhé. Đó, ở đây chúng ta sẽ có vài ví dụ này. À thì giáo sẽ hỏi em này, hỏi em sto et, sto et, em trả lời nào. Et cái gì? Trời ơi, trời nhắc Đâu? lại cho em ơi. À, tên này đọc là gì nào? Alo. Journal. Journal Journal, đúng không nào? Đấy. Tôi ta. lì. Ê ta journal. Journal. Ê Journal ta journal đấy. À bây giờ hỏi tôi ta. lì. Tôi ta. Tôi ta. Đây là Ê ai? Ê ta. Nó, chữ này đọc là gì? Dì chỉ. Ê ta dì chỉ. Dì chỉ. Đấy. Это дети. Đúng không nào? Đấy. Это дети. Хорошо. Tiếp theo nào. Что это? Что это? Đây là cái gì? Это словари. Словари. Em nói nào. Словари. Đấy. Это словари. À đúng không? Đấy. Это словари. Это словари. Đấy. Словари. Đấy. Словари là gì? Là cái gì vậy? Slavar là gì vậy? Nó Slavali. Slavar. À, Slavar là quyển từ điển đấy. Quyển từ điển đúng không? Đấy. À, thế một từ là gì? Quyển từ điển là gì? Nó có nhiều từ trong đó đấy. Thế một từ là gì? Một từ thôi. Một từ, một chữ là gì? Là Slover. Slover. Slover đấy. Slavali. Slover là danh từ giống chung. Slover là một từ, một chữ đấy. À, хорошо. À, hỏi tiếp nào. Что это? Это Дома. дома. Это дома. Дома. Это дома. Trọng âm dày và ạ đấy. Это дома. Дома là gì? Là Дома. nhiều, nhiều ngôi nhà. Это дома. Это дома. Đấy. À, хорошо. À, tiếp theo nào. Что это? Что это? Это стулья. Это стулья, стулья. À đó là những cái ghế đấy. Это стулья. À đúng nào, đấy. À stulia, хорошо. À стоит. Это столы. Это столы. Đấy. Это столы. Đấy. Это столы. Đã. Nói lại nào. Journal.
Journal. Journal là những quyển tạp Journal. chí đấy. It's a Dieci, journal. dieci, Dieci. dieci là các em bé. Slavari, slavari, Slavari. slavari là những Là quyển ba gì? là những quyển từ điển đấy. Slavari, dama, Đàm dama, dama là những ngôi nhà. Dama đấy. Stulia, Stone. stulia, Stone. stulia là những cái ghế đấy. Stone. Stulia đấy. Sta lười, sta Stalin. lười, sta lười là những cái bàn đấy, Stalin. những cái bàn, những cái bàn, những cái ghế đấy. Stalin. Stulia, sta lười, stol, stulia, sta lười, stulia đấy. Đó, thế như vậy nói đi nói Stalin. lại, em cần phải nói đi nói lại nhiều lần cho quen đấy. Stalin. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem gì nào? À, đó là các danh từ giống đực ở số nhiều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các danh từ giống cái ở số nhiều nó sẽ như thế nào. Đấy. Đó. À, các danh từ giống cái nào? Chúng ta có một tờ báo đây. Một tờ báo của chúng ta thì nó sẽ nói như nào nào. Gazeta. Gazeta là một tờ báo. Gazeta, Gazeta. Gazeta, Đã. Eta Gazeta. Eta Eta Gazeta. Gazeta, Đã. Eta Gazeta. Đấy. Đây là một tờ báo. Eta Gazeta. Đúng không? Đấy. À ta. Gazeta, À thế bây giờ nói nhiều tờ báo thì sao nào? Nhiều tờ báo. Eta Gazeta. Eta Gazeta, Gazeta. Gazeta đấy. Đây là những tờ báo đấy. Eta Gazeta. Gazeta, đúng không nào? Đấy. À đó. Eta Gazeta, Eta Eta Gazeta. Gazeta, Eta Gazeta. À em thấy đuôi gì nào? Danh từ giống cái có đuôi A. Đấy. Eta À, có nhớ Gazeta. chưa nào? Danh từ giống cái có đuôi A. Khi sang số nhiều thì thành có đuôi ư. A chuyển thành ư đấy. À đó, danh từ giống cái có đuôi A chuyển thành đuôi ư. À, tắc. À thế bây giờ lúc này chúng ta đã xem danh từ giống đực nó có cái loại danh từ có đuôi là giống mềm thì giống cái nó có loại đuôi là giống mềm đấy. Đó. Chúng ta có từ chitrat. 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 Chitrat, đúng rồi, đấy. Chitrat. Chitrat, đấy. Đó. Thế và khi sang số nhiều đây là một quyển vở, chitrat là một Chitrat. quyển vở đấy. Khi sang số nhiều nhiều quyển vở thì là chitraji, chitraji, Chitrat. chitraji đấy. À đó, chitraji là nhiều quyển vở. Chitrat. À đúng rồi đấy. Thế vậy thì nếu danh từ giống cái mà có giống mềm là tận cùng thì khi sang số nhiều thì chuyển thành đuôi y. À cái này nó cũng giống như là danh từ giống đực đấy, đúng không? Đấy. À danh từ giống đực cũng vậy mà đấy, đúng không nào? Danh từ giống đực khi sang số nhiều nếu có tận cùng là dấu mềm thì khi sang số nhiều thì dấu mềm sẽ bị thay bằng nguyên âm y. À danh từ giống cái cũng như vậy đấy. Đó. À tác vụt. À thế bây giờ chúng ta xem định dạng thứ ba. Định dạng thứ ba nó sẽ như thế nào đấy. À, định dạng thứ ba của chúng ta ở đây. À, vô tạc đấy. Chúng ta có một bức hình hay là một bức ảnh. Chúng ta gọi là photographia. 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 Đã, photographia. Đó là một bức ảnh. Photographia đấy. Photographia mà là một bức ảnh đấy. Photographia. À đó là gì nào? À đó là một bức ảnh. À, danh từ đây là danh từ giống cái đấy. Danh từ giống cái có đuôi gì đây? Đuôi ia. Ia. Đấy. À khi sang số nhiều thì cái đuôi ia này sẽ chuyển thành đuôi i. I. À thành nếu có từ hai bức ảnh trở lên thì thành photography, photography, photography đấy, photographia, photography, photographia, photography đấy, photographia, photography. À đúng chưa? Đấy. Đó. Đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? À đó là cái dạng danh từ giống cái. Danh từ giống cái chúng ta nắm được là gì? Có ha, ba dạng đuôi đấy. Dạng đuôi thứ nhất nếu danh từ tận cùng bằng đuôi a khi sang số nhiều sẽ có đuôi ư. 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 Đấy. Danh từ giống cái mà tận cùng bằng dấu mềm khi sang số nhiều sẽ có đuôi i. I. Danh từ giống cái mà tận cùng bằng đuôi i à khi sang số nhiều sẽ thành đuôi i. I. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem vài ví dụ nhé. À, do là ở đây nó không dành riêng một phần về
những danh từ đặc biệt, cho nên là chúng ta sẽ nói chung ở đây thôi. Danh từ đặc biệt ở đây chúng ta tí chúng ta sẽ xem đấy. Chỉ có điều là gì nào? Ở đây danh từ lampa. Lampa là danh từ số ít đấy. Số nhiều sẽ thành gì nào? Lampi. Lampi đấy. A thành ư, đúng không nào? Lampa. Lampi. Lampa. Lampi đấy. Bây giờ ta sẽ lấy ví dụ thứ hai với đuôi A. Carta. Carta. Cartui. 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 Nếu mà nhiều quân bài thì chúng ta sẽ gọi là cartui đấy. Nhiều quân bài, nhiều cái bản đồ, cartui đấy. Chúng ta có từ thứ ba là ruba. Ruba. Ruba là con cá, một con cá đấy. Ruba. Ruba. Nhiều con cá nói sao? Ruba. Rubui. Rubui. Rubui đấy. Rubui. Nhiều con cá rubui đấy. Một cái ô tô nào. Machine. Machine. Một cái ô tô đấy. Machine. Nhiều ô tô. Nhiều cái ô tô. Machine. 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 Nhiều cái ô tô. Machine. Machine. À đó đấy. À thế bây giờ đó là những danh từ mà có đuôi A ở tận cùng đấy. Đuôi A. Đuôi A thành ư, A thành ư, A thành ư đấy. À thế bây giờ chúng ta xem danh từ mà tận cùng bằng một dấu mềm. Dvir là một cái cửa. Dvir. Dvir là một cái cửa. Nếu mà hai cái cửa trở lên thì là dviri. Dviri đấy. Dviri. À đó như nào đấy. À thế bây giờ chúng ta sẽ nói nhá. Lampa. Lampi. Lampa. Lampi đấy. À carta. Carti. Carta. Carti. Ruba. Rubui. Ruba. Rubui đấy. Машина, машины. Машина, машины. Машины, да? Дверь, двери. Двери. Дверь, двери. Два. Дверь, дверь, двери. Двери. À, двери. Двери là nhiều cái cửa đấy. À đó. À thế như vậy ở đây chúng ta chỉ có duy nhất có hai danh từ mà nó biến đổi đặc biệt. Đó là từ march. March đó cũng là một trong những danh từ mà có dấu mềm ở tận cùng đấy, dvir đấy. À đấy. À nhưng mà đáng ra nó phải là gì nào? Chúng ta đây có lý thuyết là gì? Nếu mà danh từ tận cùng dấu mềm sẽ thêm y đúng không nào? Đấy. À nhưng mà lại không thêm y mà lại thành machiri. Machiri là nhiều bà mẹ, mach là một bà mẹ. Nhiều bà mẹ machiri. Machiri đấy. Machiri. Doch. Doch là một cô con gái. Doch. Doç. Nhiều cô con gái. Doçeri. Doçeri. Đấy. Doçeri. Maç. Maçeri. Doç. Doç. Doçeri. Đấy. Maç. Maçeri. Doç. Doçeri. Đấy. À, đấy. Doçeri. Đúng như nào. Tắc vật. À, thế đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? Đó là hai cái danh từ là biến đổi đặc biệt. Doç là cô con gái. Đấy. Nhiều cô con gái thành doçeri. Đấy. À đó. Tác vụt thì đây là phần danh từ giống cái đấy, danh từ giống cái. Danh từ giống cái có mấy loại đuôi nào? Danh từ giống cái có mấy loại đuôi? Có 3 loại đuôi đấy. Loại đuôi thứ nhất là gì? Đuôi A chuyển thành đuôi ư. Loại đuôi thứ hai nếu mà dấu mềm chuyển thành đuôi y đấy. Loại đuôi thứ ba là đuôi ia chuyển sang số nhiều là gì? Đuôi y đấy. Ý đấy đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. À đến đây chúng ta sẽ xem là danh từ giống chung sẽ biến đổi như thế nào. Danh từ giống chung thì thứ nhất là nó chỉ có hai cái loại đuôi thôi đấy. À thứ hai là nó không có đặc biệt đó. À chúng ta xem nhá. Eter akno. Eter akno đấy. Eter akno là gì? Là một cái cửa sổ, nhiều cái cửa sổ. Eter okna. Eter okna đấy. Akno, okna, akno, okna, đấy, okna, đúng không nào, đấy. À, chúng ta có từ upražnenie, upražnenie là một cái bài tập, đấy, một cái bài tập, nhiều bài tập nào, upražnenie,
Упражнение, да? Упражнение. Упражнение là nhiều bài tập, đấy. À đó. Упражнение. Упражнение, đấy. À đây là gì? Dạng đuôi có đuôi e khi sang số nhiều là thành đuôi ia, đấy. Đó, thấy chưa nào? À chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Đây là một cái áo dài này. Plaatje, một cái áo dài là plaatje, đấy. Đó, đây chúng ta sẽ ghi plaatje, đúng không? Đấy. Xoay cái màu này nhé. Đó. Plaatje. À tác, xin lỗi. À tác. Plaatje. À đó là một cái áo dài đấy. Plaatje, thấy chưa? Có thể nhìn thấy nhá. Không nhìn thấy đúng không? Đấy, à, giờ sẽ xem nhìn thấy nhá. Tác. Đó, plaatje. Plaatje là một cái áo dài đấy. À chúng ta sẽ có nhiều cái áo dài thì nó sẽ là plaatje. Plaatje đấy, đó anh thấy chưa? Lạc Plaatje là chưa? anh Lạc nhìn thấy chưa? là à, cái đuôi ye yeah của nó chuyển thành đuôi ya yeah. Đấy, đuôi ye yeah chuyển thành đuôi ya yeah. Thấy chưa? Bất tạc đấy. À Lạc đó. chưa? À thì như vậy là à, chúng ta nhìn thấy là gì nào? Đối với các danh từ giống đực à giống chung thì chúng ta chỉ có hai dạng đuôi thôi. Dạng đuôi thứ nhất đó là akno, đuôi ổ đấy. Ác À khi đuôi nổ. ô khi sang số Ốc nhiều sẽ thành đuôi a. Ô chuyển thành a đấy. Akno ô cân nặng đấy. nổ. Đấy. Dạng đuôi thứ hai đó là dạng đuôi có ye. Ye. À đó. À khi sang số nhiều sẽ thành ya. Plaatje. Sang số nhiều. Plaatje. Plaatje. Plaatje đấy. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem à, một vài ví dụ nào. À chúng ta xem vài ví dụ ở đây nào. Đấy. À đây chúng ta có ví dụ gì nào? Akno. Akno. Akno là một cái cửa sổ đấy. Akno đấy. Số nhiều là gì? Ô cân này. Ô cân này đấy. Akno. Ô cân này. Chúng ta lưu ý trọng âm đấy. Akno trọng âm đây đấy. Akno. À đúng nào đấy. Tạc. Tôi sẽ cho cái màu này nha. Tạc. Akno. Ô cân này trọng âm đây đấy. Ô cân này đấy. Vô tạc. Ô cân đấy. À pismo. Pismo đây là pisma. Pisma. Pisma là nhiều bức thư đấy. À, pisma. Một bức thư là gì? Một bức thư là pismo. Pismo. Pismo đấy. À trọng âm rơi vào đây đấy. Pismo, pismo, pisma. Pismo, pisma đấy. À đó, pismo là một bức thư đấy. Một bức thư, nhiều bức thư pisma. Đấy. À tiếp theo nào. Chúng ta từ vino. Vino. Vino là một loại rượu vang đấy. Đúng không? Vino trọng âm rơi đâu? Đây đấy, trọng âm rơi đây. Đó. À, vino à, đúng không? Vot. Vino đấy. À đấy mới sang số nhiều. Vin. Vin đấy. Vin. À đi chơi. Đấy. À vin. À, đó, vino, vin. À tiếp theo nè, cái ghế bành là Kriesla. Kriesla trọng âm rơi vào đó đấy. Sang số nhiều, Kriesla. Kriesla, Kriesla. Đấy. Kriesla. Kriesla, Kriesla. Tác vụt. À thế như vậy chúng ta đọc lại nè. Akno. Akno. Okna. Okna. Đấy. Pismo. Pismo. Bismo. Pisma. Bismo. Pisma, đấy. Kriesla. 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 Kriesla, đấy, kriesla là nhiều cái ghế bành. Vino. Vino. À một loại rượu vang. Vina. Vina là nhiều loại rượu vang, đấy. À đó. À хорошо. À thì đến đây thì chúng ta sẽ xem cái gì nào. Sau khi chúng ta đã biết rồi. Sau khi chúng ta biết rồi là à, danh từ giống đực và giống cái đấy. Danh từ giống đực và giống cái. Khi sang số nhiều thì nó sẽ có cái đuôi gì? À, sẽ có cái đuôi ư. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là sau những cái phụ âm này. Đấy, chúng ta có 7 phụ âm, 7 phụ âm. Sau những phụ âm này thì người ta không nói ư mà người ta sẽ nói là y. À thế lúc đó là hóa ra là gì?
Hóa ra là đáng ra phải chuyển thành đuôi ư mà lại không được chuyển thành đuôi ư, mà lại phải chuyển thành đuôi y đấy. Nó có những cái danh từ này, urok, urok. Chúng ta nhìn thấy là tận cùng của cái từ từ này đó là một trong bảy phụ âm này đấy, urok. Khi sang số nhiều nó không, khi sang số nhiều đây là phụ âm nhưng mà nó không thêm ư mà là thêm y, bởi vì sao không được viết ư, phải viết là y. Uroki, uroki, thấy chưa nào? Ruchka, ruchka, ruchki, ruchki đấy, ruchka, ruchki, ruchki. Yablaka, yablaka, yablaki, yablaki đấy. Đó. Kniga, kniga, chuyển thành kniga số nhiều, kniga, kniga đấy. Karandash, karandash, karandash là một cái bút chì đấy, nhiều cái bút chì. Karandashi, 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 karandashi đấy, karandashi. Vrach, vrach là một bác sĩ, vrach nhiều bác sĩ. Vrachi, vrachi đấy, vrachi là nhiều bác sĩ đấy. Nosh là một con dao, nhiều con dao đấy, nhiều con dao. Nazi, nazi đấy. Đó, thế đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? Đó là một vài ví dụ đấy, vài ví dụ là đối với những danh từ mà có phụ âm đứng cuối cùng là phụ âm, một trong bảy phụ âm này đấy, thì lúc đó là khi chuyển sang số nhiều người ta sẽ dùng đuôi y đấy. Đúng không nào? Tắt crasho đấy. Nhất trí chưa, hiểu chưa nào? Hiểu rồi đấy. Đã đến đây thì tạm hiểu như vậy nhé. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem một vài ví dụ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ cho thú vị nào. Tắt tạc vật đấy, tạc vật. Thì sẽ có câu như sau. Môi brat vrach đấy, môi brat vrach là gì? Môi brat vrach có nghĩa là em trai tôi là bác sĩ đấy. Môi brat vrach, môi brat vrach đấy, em trai của cậu cũng là bác sĩ. Твой брат тоже врач. Đấy, có từ тоже, тоже, тоже có nghĩa là cũng là đấy, тоже đấy. Trọng âm rơi vào đây đấy, тоже врач. Твой брат тоже врач, có từ тоже, тоже là cũng là đấy. Thế vậy thì они họ là ai nào? Em trai tôi cũng là bác sĩ, em trai cậu cũng là bác sĩ, vậy thì họ là gì? Họ là các bác sĩ đấy. Они врачи, đúng không? Они, они врачи, đúng không? Thế thì chúng ta nhìn thấy cái đuôi gì đây? Đuôi số nhiều này đấy, đó. Они врачи, đúng không? Tác vụt đấy. Так, мой брат врач, твой брат тоже врач, они врачи. Tác vụt. Хорошо. Chúng ta sẽ lấy câu thứ hai nhé. Я студент, tớ là sinh viên. Я студент đấy. Ты тоже студент, cậu cũng là sinh viên đấy. Ты тоже студент. Hóa ra là gì? Мы студенты, мы студенты. Chúng ta là sinh viên, đúng không? Я студент, ты тоже студент, и мы студенты. Đấy, мы студенты, đúng không? Так вот. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp nào. Cô ấy là sinh viên. Она студентка. Anna студентка, cô ấy là sinh viên đấy, bạn cũng là sinh viên. Ты тоже
Studentka. Từ tôi studentka. À thế vậy thì các bạn là sinh viên đấy. Với student ki. À với student ki. À thế nhá. Thế đuôi gì đây nào? Đuôi y đấy. Đuôi y là đuôi số nhiều. Đấy. À, đấy. Đây là student từ student ki. À, đấy. À đấy. À tác vụ. À хорошо. À như vậy đó là chúng ta lấy một vài ví dụ như vậy đấy. Bây giờ nói gì nào? À on u chi chen. On à u chi chen. On u chi chen. Ông ấy là thầy giáo đấy. Đấy. À твой брат тоже учитель. À em trai của cậu cũng là thầy giáo. Thế vậy thì là họ là thầy giáo. Они учитель ля. Они учитель ля. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái đuôi ля chứ không phải đuôi lì đấy. Они учитель ля. À đấy nhá, đấy. Đó. Vậy thì он учитель, твой брат тоже студент, đấy. À тоже учитель. Они учитель ля, đấy. À, đấy. À mẹ tớ là y tá. Моя мама медсестра. Моя мама медсестра. Mẹ tớ là cô y tá. Твоя мама, mẹ của cậu, тоже медсестра. Mẹ của cậu cũng là cô y tá. Vậy thì họ là các cô y tá. Они медсестры. Они медсестры. Đấy. Đó. À thì như vậy qua đây chúng ta thấy đó là một số cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy là chúng ta sử dụng đó là số nhiều đấy. Thấy chưa? Đấy. À tác vụ. Хорошо. Nhất trí chưa? Được. À nhất trí đấy. À thì bây giờ chúng ta sẽ sang một phần nữa cũng rất quan trọng đó là gì? À chúng ta xem cái giống của danh từ. Hôm nay chúng ta đã xem rồi. Đấy. À danh từ đã xem trước là có danh từ giống đực này, giống cái này và giống chung đấy. Đó. Danh từ giống đực hôm nay chúng ta đã xem là có mấy dạng đuôi nào? Danh từ giống đực hôm nay chúng ta xem đó là danh từ có đuôi là phụ âm. Đốm, dồn, ra vột, đấy chưa? Đấy. U chỉ trên mu dê tram vai đấy. Đó. À dạng danh từ có đuôi là phụ âm đốm, dồn, ra vột. Danh từ mà có đuôi tận cùng là dấu mềm uchichenli đấy, dấu mềm. Danh từ có đuôi tận cùng là một phụ âm i muzei tramvai. À đúng chưa? À thì tất cả những cái danh từ này nó gọi là danh từ giống đực. Danh từ giống đực này có thể đại diện bằng một đại từ nhân xưng on đấy. Dom ete on, zont ete on. On có nghĩa là anh ấy, anh ấy có nghĩa là giống đực đúng không? Đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ có các danh từ giống cái. Комната. Đuôi a. Книга. Đuôi a. Комната là gì? Căn phòng đấy. Là căn phòng. Đó, книга là gì? Là một quyển sách. Книга. Quyển sách đấy. Chúng ta có từ mới đối với em này. Fabrica. Fabrica đó là một nhà máy đấy, một cái nhà máy sản xuất ví dụ như nhà máy dệt, nhà máy giày đấy, fabrica. Fabrica. À đấy, đuôi a đúng không? Chitrat. Chitrat đó là danh từ có tận cùng bằng một gì đây? Dấu mềm đấy, một dấu mềm. Chitrat là một quyển vở đấy, quyển vở. Chuocha. Chuocha. Chuocha là một bà cô. Bà cô là em của bố chúng ta hoặc em của mẹ chúng ta đấy, bà cô bà gì đấy. Chuocha. Đuôi a là danh từ giống cái đấy. À chúng ta có từ Photographia. Photographia. Photographia đuôi ia đó là một bức ảnh đấy. Đó. À thì như vậy đây là các danh từ giống cái đúng không ạ? Đấy. À chúng ta nhìn thấy đây là các danh từ giống cái có ba dạng đuôi, dạng đuôi thứ nhất là a, dạng đuôi thứ hai là ia, dạng đuôi thứ ba là gì nào? À dạng đuôi thứ ba là đuôi có dấu mềm đấy. À đó. Và các danh từ giống cái này được đặc trưng bằng đại từ anna. Đại từ Anna cũng có đuôi a tận cùng đấy. Anna, Anna, thế như nào đấy. Комната это Anna. Книга это Anna. Фабрика это Anna. Đấy.
À đó, nhớ nhớ thế nào là danh từ giống cái chứ nào. Đấy. À bây giờ danh từ giống chung là dễ nhất đối với chúng ta. Danh từ giống chung chỉ có hai dạng đuôi ô và đuôi ye. Cứ nhìn thấy danh từ có đuôi ô đuôi ye thì đó là danh từ giống chung. Đấy. Trừ trường hợp mà duy nhất đó là từ cô phải là danh từ giống đực thì thôi không nói rồi. Chúng ta không nói đến đây đấy. À đó. À thấy đại đa số là gì? Có thể nói là gì? À, các danh từ có ô và ye đó là các danh từ giống chung. Chúng ta có từ Acno. Acno đấy. Đồ. Acno là cửa sổ. Cà phê. Cà Cà phê là quán cà phê. phê. Pismo. Pismo là một bức thư đấy. Pismo. Pismo bức thư đấy. Pismo. À, đó. Có bao giờ anh nào anh viết thư cho không? Hả? Không đúng Dạ không? không. Không đúng không đấy? À bây giờ có viết thì người ta viết tin nhắn thôi đúng không? Đấy. Vâng. À, không không có ai viết thư như mình là cho nên cái khái niệm gọi là Pismo chẳng qua đây là danh từ đặc trưng của giống chung cho người ta đưa vào thôi chứ còn bây giờ ai đi viết thư đúng không mà à, bây giờ có khi có anh nào viết thư thì có khi còn bảo hâm ý, đúng không đấy phải phải vậy không đấy đó Vâng. à Pismo đấy Miesta Mr. Miesta Miesta là một chỗ ngồi Mr. Miesta Miesta đấy trọng âm Mr. rơi vào đâu nào Miesta đấy Miesta Mr. à, âm O này đọc như ơ ơ Miesta, Miesta. Đấy. À, chúng ta có này. Acno, Pismo, Miesta. Đó là ba danh từ có đuôi O là danh từ giống chung. Bây giờ có ba danh từ đuôi E nào. Cà phê, Cà Palatie, phê, Palatie, Zadanie, Grazie, Zadanie, Zadanie là bài tập đấy. Zadanie. Grazie, À, là đuôi E. Thì vậy đây là các danh từ giống chung mà có đuôi O. Đấy. Grazie, À, đuôi O thì những đặc trưng bằng đại từ anno. Acno, etano. Cà phê eterno, pismo eterno, đấy, miesta eterno. À, có nghĩa là gì? Có thể thay bằng đại từ anno, em hiểu chưa? Đấy, vô tác no, đấy, à, tác vụt. À, khá show. Thế vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem là cái đặc trưng, à, tổng tổng hợp lại là gì nào? Đặc trưng của đuôi, danh từ giống đực như thế nào, giống cái như thế nào, và giống chung như thế nào, đấy. Thế bây giờ em sẽ đặt câu hỏi thầy tại sao lại phải phân biệt như vậy, đấy. À, đó là cái đặc thù ở trong tiếng Nga, trong tiếng Việt chúng ta không có phân biệt gì cả đấy. Đó. À, đó là gì nào? À, trong tiếng Nga có danh từ này. Nếu mà danh từ giống đực thì tính từ đại từ sở hữu số từ đi theo nó là phải biến đổi theo đúng đúng đuôi giống đực đấy. Tính từ hóa ra là gì? Tính từ có thể có đuôi giống đực, có đuôi giống cái, có đuôi giống chung đấy. Thế vậy thì khi nó biến đổi thì nó sẽ biến đổi phù hợp với lại các danh từ này đấy. Danh từ giống đực thì tính từ phải ở giống đực. Đại từ sở hữu phải ở giống đực. Hiểu chưa? Thế vậy thì hóa ra là gì nào? Trước khi mà em nói một câu thì em phải xác định danh từ đó thuộc giống nào. Hiểu chưa? Thì lúc đó em mới biến đổi được tính từ theo đúng nó chứ. Đấy. Đúng không? À, thế em bảo ôi phức tạp thế. Đấy. À thế chẳng qua trên thực tế là gì? Chúng ta nói nhiều nó quen thôi, có gì đâu mà phải lo. Đấy. Xem một ví dụ này. Loạn loạn đầu Loạn rồi đúng không? Đấy. Đó, bởi vì sao là nếu mà chúng ta muốn sử dụng một cái danh từ vào trong câu mà chúng ta không biết nó là on hay là Anna hay là Anno thì có nghĩa là em sẽ nói sai. Đấy. Chắc chắn là sẽ nói sai. Thế vậy thì cái điểm đầu tiên là nhiệm vụ của mình khi mà dạy các bạn à, ở trong giai đoạn đầu này là gì? Các bạn phải cho các bạn một khái niệm thế nào là giống của danh từ và khi nói các em phải phân biệt được danh từ đó thuộc giống nào. Đấy. Đó. Thế là làm sao phân biệt được? Nếu danh từ mà sẽ chia làm hai loại. Nó chia là một loại là chỉ người. Danh từ thứ hai chỉ đồ vật, đúng không nào? Đấy. Có phải vậy không? À, ví dụ thầy giáo này, bố này, mẹ này, bác sĩ này, anh phi công này, đấy. À, rồi là gì? Ông kỹ sư này, ông bác học này. Thì tất cả những danh từ đó gọi là danh từ chỉ người. À, thế thì chúng ta có một điều thuận lợi là gì? Nếu mà cái danh từ nó chỉ người, nó chỉ đàn ông thì nó là giống đực. Nó chỉ phụ nữ thì là giống cái em nhỉ đấy à danh từ mà chỉ đàn ông thì nó là danh từ giống đực chúng ta có từ Uchichin Uchichin là thầy giáo đấy vậy thì đây nó có đuôi là gì đây đuôi đây là đuôi giống mềm mà chẳng biết là đực hay cái đấy thế nhưng mà may chúng ta là gì là nó chỉ đàn ông thì vậy thì nó là danh từ giống đực em hiểu chưa đấy à đó à thế như vậy là gì nào à khi mà chúng ta phân biệt một cái danh từ đó là giống đực hay giống cái thì chúng ta xác định nghĩa của nó là gì nghĩa là chỉ đàn ông thì nó là danh từ giống đực nghĩa là đàn bà là danh từ giống cái đấy đó à thế bây giờ chỉ con chó con mèo thì sao cũng vậy con mèo đực thì nó sẽ là danh từ giống giống đực
nó chỉ con mèo cái sẽ là dính từ giống cái, em hiểu chưa? Đấy, à đó có nghĩa là gì, chỉ động vật nói chung đấy đó. Thế bây giờ cái danh từ mà nó chỉ bất động vật thì sao? Đấy, nó có danh từ chỉ bất động vật mà, ví dụ căn phòng này, quyển sách này, đúng không? À, quyển vở này, nó có phải là người đâu mà biết là được hay cái. À thế vậy thì lúc đó người ta mới phân biệt là gì, nếu danh từ tận cùng bằng phụ âm thì nó là giống được, nếu danh từ tận cùng bằng a hoặc là ia thì nó là giống cái đấy. À nếu danh từ tận cùng bằng o ye thì nó là giống chung, em hiểu chưa? Đấy. À thế bây giờ duy nhất còn trường hợp còn lại là gì, đó là nếu danh từ nó tận cùng bằng một cái dấu mềm thì sao, thì không biết là được hay cái đấy. À duy nhất, đây là trường hợp duy nhất mà các em không thể phân biệt được kiểu gì, không kiểu gì phân biệt được cả, trừ một cái phương pháp duy nhất, đó là gì, tra từ điển. Nhìn thấy một danh từ mà nó có dấu mềm thì bắt buộc em phải tra từ điển xem để biết nó là cái gì. Nếu nó chỉ người thì dễ phân biệt rồi, đàn ông thì là giống được, đàn bà là giống cái, nhưng mà nó không chỉ người, nó chỉ đồ vật thì lúc đó ở bên cạnh người ta sẽ viết cho em một cái chữ là g c, có nghĩa là giống cái đấy, g d có nghĩa là giống được đấy đó. Em cứ bây giờ từ điển sẽ nhìn thấy cái chữ đó đấy đó. À thế vậy gì, trong trường hợp như thế là không được, cái may mắn là gì, những cái danh từ này nó không nhiều lắm đấy đó. Danh từ có đuôi a chúng ta biết ngay rồi, đó là danh từ giống cái, hoặc là đuôi ia đấy. Danh từ mà tận cùng bằng phụ âm này thì chúng ta biết ngay là danh từ giống được, hoặc là tận cùng bằng cái chữ y này đấy. Thế còn danh từ o ye này là giống chung, đúng không? À thế vậy tại sao lại phải như vậy, tại sao lại như vậy? À bởi vì đây này, em nhìn nhé, đây có tính từ này, nó vui đồm đấy, ngôi nhà mới, môi là của tôi, e tờ mồi nó vui đồm. À dồn là danh từ giống được, e tờ mồi nó vui dồn là đây là cái ô của tôi, druk người bạn trai, e tờ mồi nó vui druk đấy đó, đấy đấy. À thế bây giờ giống cái thì sao? À con nata thì sao? E tờ mài ya no vai a con nata. À em thấy chưa? Không phải môi nối với nữa mà thành gì? Mài ya no vai a. Đấy. Đó, đó là giống cái. Thế bây giờ giống chung thì sao? Giống chung. E tờ mài yo no vai a con. Đấy. Em thấy chưa? Đấy. Đúng không nào? À thế bây giờ em nói thử nào. E tờ môi nối với. Ê tầm môi nó vừa Đúng. đồn E tờ môi nối với đồn. đồn E tờ tờ môi môi nối nó với vui đồn đồn đấy. À bây giờ em nói cái đồn câu bên dưới này, E tờ mai à nối với a còm nà ta, mai da, mai mai da à nối với a, ê tờ mai à nối nó với vậy à còm nà ta, con là ta còm nà ta là căn phòng mới của tôi đấy. Thế bây giờ con là ta cái cửa sổ mới của tôi hả? E tờ mai yo nối với a ác nô. Ê tờ mai dôn Ê tờ E tờ mai Sai đọc yo. từ từ cho E tờ mai Ê yo. tờ mai dôn Ê No tờ mai vậy. dôn No vậy. Nô về No Nô vậy. về gì Ác nô. Nô về gì Ác nô. Akno À đó. Thế như vậy Akno đến đây thì em thấy đó là gì nào? Đó là cái khái niệm đấy. À, khái niệm thế nào là giống ở trong tiếng Nga đấy. Và nó sẽ biến đổi như thế nào đấy. Như vậy ngày hôm nay chúng ta học hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất là gì nào? Đó là số ít và số nhiều. Khái niệm thứ hai là gì? Đó là giống ở trong tiếng Anh đấy. À nếu mà chúng ta có học phải nắm vững những cái kiến thức đó thì đến khi chúng ta đi vào học giao tiếp thì chúng ta mới nói được tốt, em hiểu chưa? Đấy. Thế như vậy em thấy là gì nào? Trong một vài bài đầu này chúng ta chủ yếu là học gì? Những cái nguyên tắc đấy, những cái nguyên tắc cơ bản của ngữ pháp và phần từ vựng của tiếng Anh đấy. Đó. À, sau khi chúng ta đã học qua những cái bài cơ bản này rồi thì đến khi chúng ta đi vào giao tiếp là chúng ta sẽ vững vàng và lúc đó sẽ không có câu hỏi thừa nào nữa đấy. Đó. À thế bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại tại đây. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học vào ngày thứ ba tới. Đấy. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.